Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên Hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo của series Nhân chứng Sống Câu chuyện mở đầu cho tập ngày hôm nay của một bạn có nick là Hoàng Dương Tùng Lâm Gia đình tôi di cư vào miền Nam năm 1994 Sau một thời gian bố mẹ làm tích cóp cũng để dành được một khoản tiền Mua một mảnh đất và xây nhà địa chỉ tại xã Đông Hòa, huyện Dĩ Âu An, tỉnh Sông Bè Cũ nay là thị xã Dĩ An, Bình Dương Vì tiền không nhiều, bố mẹ chỉ xây được một ngôi nhà cấp 4 nhỏ Với một khoảng sân rộng trước nhà để trồng rau Tận trong cùng, nơi sát với bìa rừng Ngày xưa, chỗ đó còn có một khoảnh rừng nhỏ Chứ không như bây giờ là nhà dân lấp đầy Tôi vẫn nhớ, hôm đấy là buổi sáng chủ nhật năm 1996 Bố mẹ cùng thằng em trai đi chợ Còn mỗi tôi ở nhà lo cho xong đúng bài tập lớp 4 Cái bàn tôi học thì nằm chéo góc với cửa chính của nhà Khi tôi đang mải mê làm bài Tự dưng dựng hết cả tóc gáy Thấy gai gai đốt sống lưng Như có một cảm giác bách bảo Tôi nhìn chéo ra hướng cửa chính Thấy có một cái bóng trắng tóc đen lướt qua rất nhanh Không hề có tiếng bước chân Mặc dù khu nhà tôi rất là yên tĩnh Tôi mới nghĩ trong đầu Thôi chết hay là có trộm vào nhà bằng lối bên hông Để trốn vào trong chuồng heo Rồi đêm nó ăn trộm Thế là tôi vội vàng lao ra hướng đường bên hông Đi xuống chuồng heo kiểm tra Tất nhiên là hồi đấy tôi còn bé Nhưng cũng tính lỉ Trong chuồng mấy con heo vẫn bình thường Không có dấu hiệu gì lạ Tôi quay ngược lại lên nhà Nghĩ là chả lẽ mình lại nhìn nhầm Thế rồi Tiếp tục học Nhưng cảm giác bất ổn Không yên tí nào Cứ như có người nhìn lén tôi từ phía sau Mà đằng sau tôi là cái phản to Nơi tôi nằm ngủ Tôi mới đứng lên Tiến về phía cái phản và nghĩ có khi nào nó nằm ở dưới gầm giường hay không Tôi quyết định cúi xuống xem thử Và thật đúng là thoát tim Khi cái vật nằm dưới gầm giường tận sâu trong góc cùng Lại là một con rắn trắng muốt Đang cuộn tròn nhìn tôi chằm chằm Nó không hề nhỏ đâu To lù lù là đằng khác Chả biết nó là giống rắn gì Nhưng nhìn nó khá là hiền chỉ nằm im Ngẫm nghĩ trong đầu Nhà không có người lớn Để nó nằm đây nhỡ may rắn độc Nó lao ra cắn thì nguy Tôi vội vàng chạy sang nhà đối diện gọi người giúp. ông ấy tên là gì tôi không biết, chỉ biết mọi người gọi là ông ba, là người miền Nam. khi nghe tôi kể về con rắn to trong nhà, chưa nói chuyện có bóng trắng lướt qua, ông đã vội vàng xách theo một cái cây và một bao tải chạy về nhà tôi. kể cũng lạ là khi ông ấy đưa cây vào khều, con rắn nó vẫn nằm im ngoan ngoãn không chống cự. tôi lúc đấy thì leo ngay lên phản chứ không đứng dưới. chỉ vài động tác đơn giản, ông ấy đã cho gọn con rắn to bằng cái thân trổi. Dài hơn một mét và trắng muốt vào trong bao Ông ấy xách bao Bước ra ngoài cửa Nói tôi ở nhà nên cẩn thận Vùng này gần rừng hay có rắn vào nhà Tôi gật đầu ngoan ngoãn Cảm ơn ông rồi quay về làm tiếp đống bài tập Khi bố mẹ về tôi chỉ cởi lại sơ sơ Chứ không nói ra chuyện cái bóng trắng bước qua Chuyện về con rắn sau đó nghe bố tôi kể Là ông ba đập chết nó rồi làm đồ nhậu Mọi thứ cứ thế bình thường Đi qua như thể là không có gì xảy ra Thế rồi một tin động trời về xóm nhỏ nhà tôi Ông ba bị rắn độc cắn chết khi đêm Chả biết là đêm hôm ông ấy nhậu Rồi bỏ đi vào rừng Con chó trong nhà nghĩ là ông ra ngoài đi vệ sinh nên không hỏi Đến khi hơn 12 giờ đêm Bắt đầu đi tìm khắp nơi Rồi mới huy động người vào trong rừng nhỏ Tìm thì phát hiện ra là ông chết cục Bên một cái mả cổ bằng tổ ong Mọi người miền Nam chắc không lạ gì cái mồ mả loại này Tôi chỉ nghe kể lại Là mặt ông lúc đấy kinh hoàng lắm Hai dấu răng sâu và to Ngay bắp chân phải Vùng thịt khu đấy tím đen cả lại. Bản thân mẹ tôi cũng lo lắng Vì tôi là người gọi ông bà sang bắt con rắn trắng đấy Nhưng mấy năm trôi qua bình thường Đến năm 2001 Năm con rắn Thì tôi mới suýt chết vì rắn Nhưng lúc đấy nhà tôi đã chuyển nhà lên thị xã Dị An Sau cái sự kiện Ông ba bị rắn cắn Và mất vào năm 96 4 năm sau tức là năm 2000 Bố mẹ tôi dành dụm được một số tiền kha khá Quyết định bán căn nhà cũ để rời lên khu Đông Đúc cho dễ làm ăn Nơi chọn làm điểm định cư tiếp theo là phường Tân Đông Hiệp B Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Khu này trước có dự án làm khu công nghiệp Tứ Hải Nhưng về sau ngừng vì chủ đầu tư là tập đoàn BKMX Bình Dương Thấy đường xa không thuận tiện cho việc lưu thông Những năm 2000 đấy, dân cư cũng thừa thớt Mặc dù theo quy hoạch nhà tôi ngay mặt đường phía trong khu công nghiệp Thế thì ở khu tôi có một chú gọi là chú Võ Tòng Tại sao lại gọi là chú Võ Tòng Thì cũng đúng thôi Tóc tai bù xù, rậm rạp, đầy dâu Sống cùng chú là một con khỉ nhỏ Độc thân một mình Chú sống ở gần khu khai thác đá Nhìn về phía núi Châu Thới Tôi thì cũng không biết chú làm nghề gì Khi ở gần khu khai thác đá Chỉ thấy cuối tuần chú lại đi xe đạp Từ dưới khu khai thác lên ngõ nhà tôi Mua thức ăn cho cả tuần Năm đấy xóm tôi cũng có khu chợ tự phát nhỏ Bán cho mọi người trong xóm Mỗi lần chú lên là tụi con nít bọn tôi chạy đuổi theo Vì con khỉ của chú rất là khôn Lúc nào cũng ngồi trên vai chú mà không cần phải xích lại Chú hay kể chuyện ngày xưa chú làm bên gánh xiếc Đi biểu diễn tại Sài Gòn Về sau cãi nhau với chủ giảm về vấn đề lương Chú mới nghỉ về đây sống Giọng cười của chú tôi nhớ mãi Rất là sảng khoái vô tư Khi nghe tụi con nít kể những thắc mắc không hiểu Kiểu ngỡ ngẩn con nít Tôi nhớ mãi có một lần chú lên xó mua thức ăn Vừa gần đến chợ nhỏ Thì cái xe đạp cà tàng rất ốc Cả cái bánh trước nó lăn ra May mà chú chống chân khựng lại được Nếu không thì ngã Bọn tôi thấy vậy Chạy ra chọc chú Chú chỉ cười rồi tiếp tục mua thức ăn Sau đấy chú treo đồ ăn vào khi đông xe Một tay cắp nách cái bánh xe Trên vai vẫn là con khỉ Và đi xe đạp một bánh về Trước sự thán phục của mọi người trong xóm Thế rồi một sáng Cả xóm nhỏ xôn xao chuyện chú mất Đêm hôm trước nghe nói là nhậu cùng với mấy ông Làm bên khu khai thác đá Say quá chú ngủ ngay ngoài lán Còn mấy ông kia thì cũng say Mà lăn ra ngủ không đi tìm chú Lúc phát hiện ra xác sáng sớm Thì chú đã cứng cả người Chắc vì trúng gió nên chú ra đi Người thân xung quanh thì không có Giấy tờ cũng không thấy Mọi người ở lán đành chôn tạm chú Gần khu nghĩa địa của người Hoa Kiều còn con khỉ trên vai Nghe nói đã bỏ đi đâu mất biệt Bọn con nít xóm tôi nghe tin chú mất Làm đứa cũng khóc ghê lắm Vì có quãng thời gian thân thiết với chú Cũng băng đi một thời gian Mấy tháng Xóm tôi bắt đầu chiến dịch tập thể dục sáng sớm Bằng việc chạy bộ khoảng 4 giờ sáng đến 5 giờ là nghỉ Cái hôm kỳ lạ đấy Tôi lại ngủ quên không chạy Vì đêm thức khuya xem phim hoạt hình trên đĩa Chỉ được nghe tụi thằng bằng nó kể lại Cũng như mọi bữa trước bốn giờ bọn nó thức tập trung ở nhà thằng bằng để cùng đi khu vực chạy là vòng quanh mấy con đường xa xa xóm đường chỗ tôi phân lô vuông vức vừa chạy vừa nói đủ thứ chuyện về phim hoạt hình chuyện tranh này nọ không biết nghĩ sao thằng bằng lại rủ tụi nó chạy về hướng bãi khai thác đá tụi nó cũng nghe theo và tiếp tục chạy theo hướng đấy sáng sớm tinh mơ trời tối đen chỉ mang theo một cái đèn pin nhỏ cho cái thằng chạy trước soi đường đang chạy hang say Thằng bằng bỗng nhiên nói Này Tụi bây có thấy lạnh không Sao chạy nãy giờ mà đến khúc này Tao thấy lạnh hết cả người thế nhỉ Tụi kia cũng có cảm giác lạ như thằng bằng Mặc dù chạy phải hơn 15 phút rồi Chả nhẽ là người không nóng lên được chút nào hay sao Tự dưng đang chạy Thằng bằng nó đứng khựng lại Làm cho mấy thằng theo sau đập cả vào lưng nó Vâng Chưa một thằng nào kịp hỏi chuyện gì xảy ra Tất cả đã đông cứng chân tại chỗ Khi trước mặt là nơi cái ánh đèn pin soi tới Là cái căn lán lụp sụp của chú Võ Tòng Đấy là điều chúng nó thấy Chứ căn lán thật là đã bị dẹp bỏ sau đám tang chú 2 tuần Điều kinh hãi hơn là cái bóng dáng đó chả thể nhầm lẫn vào đâu được Vẫn là cái dáng đô con đấy Mái tóc bù xù, dài cùng với con khỉ vắt vẻo trên vai Bóng ma đấy vẫn đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ Tay kẹp cái bánh trước vào nách nhưng không hề quay lại Cả bọn sáu thằng đứng im thở khó nhọc Chân thì run Mắt nhìn chằm chặp về phía đó Thằng bằng nó kể không hiểu sao lúc đấy Không thể nhúc nhích tay chân hay nói được từ nào Từng từ cứ như kiểu là bị nghẹn lại Nơi cổ họng thành tiếng rên Khe khẽ ư ử Đứng chết chân được hơn một phút Bóng ma kia bắt đầu cử động Tiếng xích khô dầu Tiếng pedan bàn đạp Cùng tiếng cọ sát của cái bánh xe vào nền đá mi Mà ngoài bắc gọi là đá răm Thế rồi Cái bóng đấy từ từ đi và có tiếng chứ không phải là chân bay lơn lửng như mọi người kể Chuyện là do thằng Bằng thuật lại Tôi không được chứng kiến nên cũng chỉ là kể lại cho mọi người Thế nhưng điều đáng sợ hơn nữa là khi cái bóng ma đi xe hạp đấy rời đi được khoảng 10 mét Con khỉ Vâng, là con khỉ nó quay đầu lại đúng 180 độ Nhìn về phía bọn thằng Bằng Mắt nó không hề gì máu hay long sòng sọc Chỉ là cái ánh mắt buồn đầy ám ảnh phát sáng nhẹ trong đêm tối Thế rồi Có tiếng cười vang lên Sảng khoái Với những chàng dài vọng xa xa Vang vọng trong bóng tối Cũng chính lúc đấy Bọn nó chợt nhận ra là bản thân có thể cơ động được Nào dép nào giày nào đèn pin Quảng lại hết Chạy chân đất trên nền đá mi Để rời xa khỏi cái nơi ám ảnh này Không một thằng nào dám quay đầu lại mà nhìn Chỉ biết cắm cuối vừa chạy vừa la hét Có ma, có ma Cho đến khi về đến tận xóm Buổi sáng đấy nghe tụi nó thuật lại mà mắt thằng nào cũng nhìn thẳng chăm chú nhìn vào mắt tôi như mong là tôi sẽ là đồng minh tin tưởng những gì chúng nó kể chuyện này cũng gây ám ảnh đến tôi và tôi cũng nói giống như kiểu là người lớn với bọn nó là tụi mày mắt quáng gà nhìn tào lao rồi ăn nói lung tung và cấm mấy đứa dậy sớm đi chạy cho đến năm tôi học lớp 9 thì lại bắt đầu tập lại thế nhưng quãng thời gian sau này không một ai trong xóm hay khu vực gần đó thấy chú hiện về dù chỉ thêm một lần Câu chuyện kế tiếp của một bạn có nick là Đặng Nguyên Anh. Tôi thì vốn làm cho một công ty thực phẩm, thích đi đây mai đó. Có một chuyện mà tôi đã tận mắt chứng kiến và người lãnh hậu quả lại chính là mẹ tôi. Khoảng giữa năm 2014, nhà tôi thì nằm trong một con xóm trọ gần trường cao đẳng đường sắt phía Nam. Nhà tôi bán tạp hóa phía trước cửa nhà nên mẹ với chị tôi trồng luôn một dàn cây leo ngay cạnh cửa cổng cho nó mát để còn dễ bán Cổng nhà tôi thì làm bằng lưới mắt cáo Cửa nhà thì làm bằng kính hai chiều Khoảng cách từ cổng và nhà tôi là cỡ 2 mét Đêm hôm đấy tầm 2 giờ sáng Tôi vừa viết luận văn tốt nghiệp xong Mò xuống dưới nhà đi vệ sinh Vừa bước chân xuống cầu thang thì bất chợt Tôi nhìn ra ngoài cửa Bên ngoài ánh đèn đường hưu hắt Có cái đầu bé tí đang đứng ngay cửa cổng Tôi nhìn không rõ mặt Nhưng nó tầm cỡ khoảng 4-5 tuổi gì đấy Thấy tôi nhìn là nó vụt chạy Thế rồi trong cái bụi cây ấy Lại có thêm một cái bóng trắng chạy vụt qua rượt theo cái con nhóc hồi nãy Có lẽ là chị hay là mẹ Tại vì tóc tai tôi thấy có một cục màu đen Lúc đầu tôi nghĩ thầm Không biết giờ này con cá nhà ai chạy ra đường chơi Nhìn đồng hồ là khoảng 2 giờ 20 sáng Tôi nhớ là hai đứa nó chạy không nghe thấy tiếng bước chân Mà nhà tôi nuôi ba con chó Một con trong nhà hai con ngoài cửa Tụi nó cũng không sủa Mặt tôi lúc đấy cảm giác hơi tái Tôi chạy ngay lên nhà Sáng ra Tôi có kể cho mẹ tôi Trước cửa nhà có ma Mẹ tôi không tin nhưng thấy tôi quả quyết Nên hôm sau cũng ra phá cái bụi cây leo đấy Ôi trời Tôi đi học về thì thấy mẹ tôi nằm ngay một đống trong nhà Mẹ tôi bảo Ta đang giật mấy cái cây leo phá đi Tự nhiên thấy đau nhói ở lưng Y như bị ai đấm Thế là mẹ tôi nằm bẹt trên giường hết 4 ngày Tôi kiểm tra cái bụi đấy thì thấy quanh gốc cây đấy Ở cái nhà bên cạnh cắm đầy nhang Chắc là mùng một ngày rằm cúng rồi cắm ở đấy Thế rồi tôi đi chợ Mua bánh trái bỏng ngô Bày hết lên giấy báo Rồi đem ra gốc cây đốt nhang Đốt đèn cây khấn phái Nhà em không biết cô gì chú bác Các em chúng ngủ ở đây Mong mọi người thông cảm Em xin cúng bánh trái Mong mọi người bỏ qua cho mẹ con em Mong mọi người rời đi cho em dọn dẹp cây cối Cho bớt mũi sáng nhà Đợi nhan tàng thì tôi giải muối gạo Đốt tiền vàng Giải bánh kẹo Hôm sau nữa Thì dỡ cái cây leo đấy Mà không bị làm sao cả Làng mẹ tôi Thì vốn ở Liêu Xá Nhà tôi thì ở Như Quỳnh Nhà ngoại tôi có tất thảy Là 6 người con Mẹ tôi thì là người thứ năm Vốn sinh ra trong gia đình địa chủ Mẹ tôi bảo ngày xưa Người nào cũng bảo địa chủ là sướng Chứ tao thì thấy hồi bé Tao làm khổ bò xử Thế rồi Sau cách mạng lúc đấy người ta bắt đầu đấu tố địa chủ các gì các cô bác thì chạy vào nam lập nghiệp ông ngoại tôi thì ở lại rồi bị ung thư xương và mất nhà chỉ còn có mỗi bà ngoại cặm cụi nuôi con rồi bị đấu tố mẹ bảo ngày xưa đất nhà rộng lắm tới tận đầu làng và giờ thì đã bị người ta tịch thu hết đất đuổi cả nhà ra bờ ao cạnh bụi tre dầu bụi tre với bờ ao đấy vẫn còn mẹ tôi thương ngoại bà vẫn con gái lấy chồng lại phải vào nam xa quê nên chỉ biết giữ trong lòng vì ngày xưa nhà tôi nghèo Tôi còn nhớ trưa 30 Tết Mẹ tôi mới dám ra chợ mua đồ về cúng Vì nghĩ là còn rẻ Giờ thì tôi đi làm Tết nhất giờ chẳng thiếu thứ gì Bà ngoại tôi thời còn sống Thì tay chân co quắp Liệt chỉ ngồi được một chỗ Làm cái gì cũng phải có người nâng đỡ Rồi ngoại tôi mất Tôi ở trong Nam vì còn phải đi học Mẹ tôi về với cậu Và cũng mồ mà song xuôi Sau thất tuần Thì lên chùa cúng phục vòng lúc đấy mẹ tôi cũng chẳng tin là có ma đâu khi thầy bảo là vào cầm cành phan thì mẹ tôi cũng ham hố vào cầm vì nghĩ xem có ma thật hay không tôi thật tình cũng chẳng biết cành phan nó như thế nào để tả mẹ tôi bảo nó giống những kiểu cái lọng tròn tròn che cho các quan ngày xưa khi thầy bắt đầu cúng phục vòng mẹ tôi với bốn người nữa cầm cành phan thế rồi từ từ cành phan bắt đầu xoay tròn trong tay mẹ tôi dù năm người cầm rất chắc và dưới đất nó chẳng gắn vào cái gì cả bất chợt Mẹ tôi cảm giác có cái gì đấy nó tuần vào người, giống như kiểu là nước chảy hay là gió thổi ở trong người. Và rồi mẹ tôi co quắp lại, tay chân cong, rồi ngồi phịch xuống y như bà ngoại tôi khi còn sống. Mẹ tôi bảo, người ta hỏi nhiều lắm, bà cũng nghe, muốn nói lắm mà chẳng nói được. Bà ngoại nhìn khắp lượt con cháu rồi chảy nước mắt. Cậu tôi có hỏi thầy là sao vong không nói được, thì thầy bảo, 49 ngày vong còn yếu, sao nói được? Ai mà gọi vong 49 ngày nhập mà nói được? là người ta nói xạo Mẹ tôi cũng nghe được Nên chẳng buồn kêu gào trong tâm tâm Hơn 2 tiếng sau Người ta bảo sao nhập lâu quá chưa xuất ra Khéo lại điên mất Thế thì mẹ tôi nghe xong mẹ bảo Lúc đấy tao sợ xanh mặt Khéo điên điên dại dại Thì tao chết cho xong Và rồi thầy bảo đưa mẹ ra cổng chùa xem Vừa bước ra khỏi cửa Ra sân Nắng dọn đến đâu là tuần ra đến đấy Giống như kiểu bị tụt huyết áp ra đến cổng chùa thì mẹ tôi mệt quá Nằm sội lờ Nhưng mà mẹ kể chẳng hiểu sao mẹ tôi lại thấy thấp thoáng Có bóng ngoại ở một bàn cúng cơm Mới hôm sau về phố nối nhà bác tôi ở Mẹ bảo là mẹ mơ thấy bà Lúc này ngoại không còn co có quắp nữa Cười nhìn ra rẻ hồng hào Phía sau còn có cả hào quang Tôi nghĩ chắc là ngoại tôi đã về với cửa Phật Cả đời nuôi con chăm cháu Chồng mất ở vậy Nuôi con đến khi nhắm mắt xuôi tay Hai tháng sau mẹ tôi và Nam trở lại Lần đầu tôi thấy mẹ tôi Thì tôi nói liền Không hiểu là có ai đánh mẹ bầm cả mắt Mẹ tôi cười quá trời Mẹ bảo là bà nhập nên mới bị như vậy Một câu chuyện khác Thì do một bạn có nick là GD kể lại Quê tôi từ khi có khu công nghiệp Thì công nhân ở khắp nơi dồn về xin việc làm Vì nhà tôi có đường tắt Nối với khu công nghiệp Nên buổi sáng và buổi chiều tối Công nhân tan ca rất đông Và cũng từ đó mà tai nạn giao thông nhiều không đếm xuể Vào giờ cao điểm Cảnh sát giao thông phải ra giữ trật tự Và điều khiển làn xe để hạn chế tai nạn Sở dĩ nhiều tai nạn thương tâm xảy ra Là vì ở phía trước khu công nghiệp là quốc lộ Nên nhiều xe khách và xe tải đổ về Công nhân lại thiếu kiên nhẫn khi qua đường Và lại không có đèn giao thông Có lẽ là quốc lộ nên họ không cắn đèn xanh đỏ Tôi nghĩ nếu có đèn tín hiệu Thì chắc cũng hạn chế được nhiều tai nạn chết người Tất nhiên chỉ là suy đoán Chứ tôi không rảnh lắm Từ khu công nghiệp về nhà tôi Nhiều lúc đi qua mà lạnh cả xương sống Vì trên lộ là những hình vẽ chằng chịt Của cảnh sát giao thông khi có tai nạn Lắm chỗ vết máu vẫn còn in ở trên đó Nên tôi rất sợ đi vào ban đêm Mà nhìn thấy những cái hình vẽ đó Phần vì tôi nhát gan yêu bóng vía Lại ít về Việt Nam Nên nó sẽ ám ảnh làm cho tôi sợ Mà tưởng tượng lung tung Quay trở lại về cái vụ hai cô gái bị tai nạn giao thông Nghe cậu tôi kể thì hai cô ấy là công nhân làm ở khu công nghiệp Bữa đó tăng ca về tối khoảng 9 giờ hơn Mà dưới tôi tầm 6 giờ chiều là đã dẹp chợ Nên 9 giờ đã được gọi là khuya Vì trừ những ai đi thực tùng thì còn lang thang ngoài đường Chứ như bình thường thì ai ở nhà đấy đóng cửa giả hết rồi Nên hôm hai người đó tăng ca về đến đoạn đường vắng Đường tắt nối từ quốc lộ ra tỉnh lộ thì đột nhiên lạc tay lái rồi đâm xuống kênh nước và chết luôn tại chỗ Chỗ hai cô đó té xe là gần sát bên căn nhà sàn của bà cô bán thịt khô với trứng vịt Bữa đó bà ấy đang ngủ thì nghe thấy có tiếng dầm một cái Tiếng xe lao xuống nước Nhưng vì ở nhà một mình lại tự ăn ủi là chắc không sao Vì rất xuống kênh mà kênh lại nông chắc không ai bị gì Nghĩ vậy nên bà ngủ tiếp mà không mở cửa ra xem tình hình Ai ngờ sáng hôm sau Công an và người thân hai cô gái cùng với người dân đã đứng đầy hai bên đường để chờ vớt xác hai cô gái Thì ra là họ không tự trèo lên bờ như bà nghĩ mà chết luôn ở đó Bà hoảng quá nhưng không ngờ là từ đêm đó hai cô đó liên tục hiện về Oán hận trách bà là không cứu để cho hai cô chết Tỉnh dậy bà sợ quá cũng thắp nhang bàn thờ xin tha Nhưng không được Các cô ấy cứ liên tục quấy phá Đồ đạc trong nhà không cánh mà biết di chuyển Ban đêm thì tiếng riêng khóc đòi mạng cứ vang vẳng Làm bà ấy khủng hoảng Dù cũng bỏ nhà đi một thời gian Dù cách căn nhà bà ấy không xa là một ngôi chùa nổi tiếng ở xã Thế rồi có người bày cho bà ấy là về cúng mâm cơm Xin tội giải thích về hai cụ ấy để họ tha cho mà không quấy phá Bà ấy cũng nghe theo Vì vốn liếng chỉ có mỗi cái quán bán khô Nếu nghỉ bán bỏ nhà đi thì chả biết đi đâu bây giờ Thôi thì làm liều xin tội Biết đâu được tha Nghe nói là bà ấy làm mâm cơm thịnh soạn lắm Giấy tiền vàng mã các kiểu Vừa thắp nhang vừa khấn Tha tội Vì không biết và không cố ý để cho hai cô bị nạn mà chết Cứ nghĩ là hai cô đã lên bờ và về nhà Nên không dám ra ngoài Vì nhà có một thân một mình Sợ trộm cướp Hai cô linh thiêng về chứng cho bà Bà cũng hứa là sẽ cung kiếng đầy đủ Mỗi năm vào ngày rỗ cho hai cô Quả nhiên Ba cây nhang lúc đấy tự dưng cong vút Và từ đó bà không còn bị hai cô đấy phá nữa nhà cậu tôi Thì nằm trên con đường tắt Nối từ chợ huyện tới khu công nghiệp Tôi cũng đã từng nói là ở khu này xảy ra rất nhiều vụ tai nạn Đặc biệt là kể từ khi khu công nghiệp được khánh thành Có một hôm Hàng xóm đối diện nhà cậu tôi Đang ngồi trước cửa nghỉ trưa Trời nắng nhưng có mấy hàng cây to cho bóng mát Nên mấy bà trong xóm thường tụ lại ngồi Ngay bên lộ Dưới mấy gốc cây để hóng mát đang ngồi thì ông hàng xóm say xỉn lại đi ngang qua Ôm chai rượu bước thấp bước cao đi kiếm mấy ông bợm nhậu tiếp Mấy bà hàng xóm theo người ấy đi ngang qua đều lớn tiếng chào hỏi xã giao như mọi khi Nhưng không ngờ rằng đấy lại là lần cuối họ chào ông ấy Vì vừa rất lời thì có một chiếc xe máy lạc tay đông thẳng vào chỗ các bà ấy đang ngồi Nhưng vì nhanh chân chạy thoát nên không bà nào bị thương Nhưng rủi thay chiếc xe đấy lại đâm thẳng vào ông hàng xóm say rượu Là ông ấy ngã vỡ đầu mà chết còn người thanh niên điều khiển chiếc xe chỉ bị thương nhẹ mà không nguy hiểm đến tính mạng chứng kiến cái chết thương tâm của ông hàng xóm ngày say tối xỉn mà ai cũng bàng hoàng máu chảy nhiều đến nỗi đọng thành vũng ở giữa đường vì quá dày nên mấy hôm sau dù đã khô nhưng vẫn bốc mùi tanh nồng nặc nhà cậu tôi ở ngay đối diện của hiện trường tai nạn nên bị mùi tanh ảnh hưởng rất nhiều chịu không nổi nên cậu quyết định là lấy lốp xe hơi cũ ra đốt ngay trên vũng máu khô đó và cũng từ đó có nhiều chuyện khó hiểu xảy ra đầu tiên là phải kể đến em trai của cậu tôi tôi thì không có bà con gì nhưng vì là bạn gọi mẹ tôi bằng chị nên tôi gọi là cậu tạm gọi là cậu thứ ba cậu này thì lái xe tải hôm nọ đang lái xe thì có hai chị phụ nữ đi ngược chiều đâm thẳng vào xe của cậu và bị thương nặng trở đi cấp cứu thì một người không qua khỏi dù không phải là lỗi của cậu ba nhưng do lái xe lớn nên cậu vẫn bị kết án mấy năm tù Đúng là họa vô đơn trí Vừa ở tù vừa chịu đền bù viện phí và ma chay Kể đến là ông tôi Tức là ba của cái cậu Đốt máu bằng lốp xe Buổi tối chạng vạng hay ra trước cửa rào Đi lòng vòng cho xuống cơm Hôm nọ đang đi thì bị cái vong của cái ông say rượu rượt đuổi Giờ một đoạn đến chỗ chôn ông ấy thì ông ấy biến mất Ông tôi tuy không sợ nhưng từ đó gia đình cũng gặp nhiều chuyện suy xẻo Đất đai tranh chấp, kiện tụng các kiểu Cậu tôi thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn làm ăn bị trục trặc pha quấy nhưng cũng không mảy may để ý cho đến một hôm khi vô tình kể chuyện hai cô bị tai nạn té chết cạnh nhà bà bán khô rồi ông say bị đâm chết máu chảy nhiều đến nỗi tanh hôi cả đoạn đường mà cậu mới đốt tôi nghe cũng ớn lạnh nhưng cũng tò mò hỏi là cậu có khấn vái khi đốt máu người ta không vì người ta chết rồi làm gì có liên quan đến cơ thể họ mình đều phải xin phép cậu bảo là không và rồi tôi hỏi thế từ đấy đến giờ có gặp chuyện xui xẻo gì hay không Cậu bảo là có Và rồi kể ra một loạt những chuyện không may xảy ra ở gia đình cậu Thế là tôi khuyên cậu Nên đem chó mực về nuôi trước nhà Qua nhà ông say xỉn Thắp cây nhang khấn và nhận lỗi Mua rượu và mồi đem cúng ông ấy Chứ ông ấy phá hoài thì làm sao mà làm ăn được Dù gì thì có kiêng có lành Cậu tôi nghe và làm theo Nói chung mọi chuyện cũng tạm lắng Và cũng sau đợt đó Gia đình cậu cũng không còn bị quấy phá Bởi cái vong của ông hàng xóm say xỉn đấy nữa Tiếp tục là câu chuyện của một bạn có nick là người gang tay trắng Ở làng tôi có một cái bệnh xá của xã mới xây Ngay cạnh cái nghĩa trang dành cho các anh hùng liệt sĩ Cái bệnh xá này thì nó nằm ngay sát đường tôi đi học Xung quanh là cánh đồng và sân vận động Sự việc xảy ra khi tôi còn đang đi học ở trên Hà Nội Hôm tôi về, mẹ tôi có kể là ở thôn bên cạnh Có một thằng cu nó hơn tôi một tuổi Không đi học nữa mà đi phụ xe khách cho người ta nhưng mà hôm thì tầm 3 giờ là bố nó lại đèo nó trên con đường qua bệnh xá Để lên nhà chủ xe chuẩn bị đón khách lên Hà Nội Nhưng hôm đó bố nó có việc nên bố nó không chở nó đi được Mà nó lại phải đi sớm hơn mọi lúc Tầm 3 giờ sáng lúc nó đi qua cái bệnh xá gần Nghĩa Trang Thì thấy có cái gì đấy nhảy lên xe của nó Nó không biết là cái gì nên có quay lại nhìn sau xe nhưng không thấy ai cả Chỉ thấy xe có vẻ chậm dần và cảm giác là sau yên xe có người ngồi Lúc đấy nó thấy hơi sợ Nhưng chẳng dám kêu Mà cũng chẳng có ai xung quanh để mà kêu Đi tiếp một đoạn Đến cổng trường cấp 2 Do cái ánh đèn phòng bảo vệ Nên nó có quay lại nhìn phía sau Xem có ai không Thì lúc này toát hết mồ hôi Khi thấy đằng sau có một người trông giống như kiểu ăn mày Tóc tai rũ rượi che hết mặt Nó giật mình loạn trọng tay lái Thì bỗng dừng cái bóng đen đấy Như kiểu rằng tay với nó Để cố tình đẩy tay lái cho nó phi xuống cái mương cạnh sân vận động Nó hoảng quá Cố giữ tay lái Cho đến tận khu có cái nhà dân Thì ngã xe ra Bà chủ xe thấy nó Thì đưa nó vào trong nhà Xoa dầu gió Nhưng lúc đấy nó vẫn chưa tỉnh Mà chỉ vừa xua tay múa chân vừa van xin Mãi một lát sau nó mới tỉnh lại Kể cho bà chủ xe nghe Và đợi đến trời sáng rồi về Chứ hôm đấy không đi phụ xe nữa Sau này nhà đó Có làm một cái lễ linh đình Mời thầy cúng về để cúng Ở cái chỗ bệnh xá giáp với nghĩa trang liệt sĩ bà thầy cùng đấy con nói là con ma hôm trước nó gặp là vong của một người ăn mày đến chỗ đó thì mất vì chết bờ chết bụi lại cạnh nghĩa trang liệt sĩ các anh liệt sĩ thì thương nhưng không cho vào nghĩa trang để ăn lục được vì đói quá nên vong này hợp mạng muốn bắt nó chết theo ngay tại chỗ mà con ma ăn xin chết để nó được về nhà thằng này ăn hương hỏa con thằng này thì ở lại thế chỗ cho nó nhưng may là số nó mạng lớn nên thoát được nhà tôi thì ở gần ngay ngã ba đường ngay tại đó có một cây sung già bị ma ám Tôi vẫn nhớ là năm tôi học lớp 8 Lúc đó lịch học của tôi vào buổi chiều Nhà xa lại đi chiếc xe đạp cũ Cái xích xe nó cứ chật ra khỏi bánh răng Nên cứ hơn nửa giờ sau tôi mới lóc nhóc về tới nhà Mệt và đói chỉ muốn ăn ngay chén cơm cho đã Vì bụng đang sôi lên ủng gục Thế tôi lục nồi, thằng em trai tôi có nói Không có đồ ăn đâu, mẹ còn chưa nấu Lúc đấy tôi có quay lại hỏi Ba mẹ đi đâu, sao không thấy Thằng em tôi nó trả lời Thằng cu tí con cô Phượng bán tạp hóa Đi chơi với mấy đứa bạn rồi không thấy về Nên mọi người mới đi tìm Tôi hỏi là nó đi đâu được nhỉ Ai mà biết được Tôi chị đi nấu đồ ăn đi Mẹ dặn đấy Thằng em tôi nó ngắt lời Hơn 6 giờ 30 tối bố mẹ tôi về Thằng em tôi nhanh nhỏ hỏi là đã tìm được cái thằng cu tí chưa Ba tôi nói là tìm được rồi Cụ thể chuyện là như thế này Chiều hôm đấy Cu tí con cô Phượng chơi trốn tìm với mấy đứa nhóc trong xóm Chơi được một lúc thì mấy đứa nhóc không thấy thằng tí đâu Gọi cũng không thấy trả lời Trời thì đã tối Nghĩ thằng tí về nhà rồi Nên mấy đứa nhóc cũng về luôn Cô Phượng thấy bé Loan cạnh nhà về rồi Mà không thấy con mình về Hỏi bé Loan thì nó nói là không biết Cô mới hoảng hồn Chạy sang nhờ hàng xóm tìm giúp Ba mới nói Mà thật sự cũng lạ Hơn chục người đi tìm Gọi ầm hết cả lên mà cũng không thấy Có ai ngờ là thằng cu tí nó bị ma giấu đâu nó ngồi ngay gốc cây sùng ở ngã ba đường Cái ngã ba đó người qua xe lại Bao nhiêu người tìm tới tìm lui mà không thấy Tôi hỏi Thế sao thằng tí nó về được à, ba Ba nói là lúc mọi người đang định đi báo công an Thì thấy chú Sáu Liêm dẫn cô tí về Thì ra là hôm nay Chú Sáu Liêm đi xuống nhà bạn Ở dưới chân thành chơi Tối về đến ngã ba thì thấy có đứa nhỏ đang ngồi Ở gốc cây sùng Trời tối o mà lại thấy có đứa nhỏ nó ngồi trong đó Thế lạ nên chú Sáu Liêm mới dừng lại Nhìn kỹ thì hóa ra là cu tí con cô Phượng nên mới đưa về Mọi người hỏi Cô tí nói là đang chơi trốn tìm với bạn Thấy các bạn về nhưng không đi được Lúc thấy mẹ và mọi người đi tìm Cô tí cũng thấy nhưng không đi được Gọi cũng không có ai nghe Bà Tư Hậu mới nói Gần ngã ba đó có cái đình ngày xưa Chiến tranh phá hoại nên cái đình cũng mất Thế nên đất đài ở đấy rất là nghịch Từ bọn đó là cái bọn trẻ con trong xóm Không được người lớn cho chơi vào lúc chiều tối Mà bắt phải ở nhà Vì sợ bị ma giấu như thằng cô tí Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay Nếu các bạn thấy hay Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ MC Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn Trong những phần tiếp theo của series Nhân chứng sống